Cát Long là vị vua của triều đại nhà Thanh rất nổi tiếng và là một trong những vị vua nhà Thanh cai trị Trung Quốc lâu nhất, 60 năm. Ông cũng là vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của Cát Long kéo dài từ năm 1735 đến năm 1795 và là thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh. Sau khi kế vị ngai vàng, Cát Long được thừa hưởng một nền thái bình và một ngân khố đầy ắp do cha ông là Ung Chính gây dựng. Vì thế Cát Long có điều kiện tiêu xài tiền bạc cho các công trình kiến trúc, các cuộc tuần du, các tác phẩm sử học, văn học nghệ thuật và đặc biệt là những cuộc viễn chinh. Trong những năm cuối đời, tự hào với thành tích vĩ đại mà tự coi là mình đã đạt được, năm 1792, Cát Long đã soạn một tập sách mang tên Thập Toàn Ký. Sách này ghi lại 10 chiến dịch quân sự lớn tiêu biểu mà ông ta tự gọi là Thập Toàn Võ Công. Cát Long cũng cho vẽ 94 bức tranh để biểu dương những chiến công của mình. Sau khi sách soạn xong, Cát Long lại sai người chép thành tiếng Mãn, tiếng Hán, tiếng Mông, tiếng Tạng để khắc lên văn bia. Cát Long cũng tự đặt cho mình biệt hiệu là Thập Toàn Lão Nhân, mang ý nghĩa tự phụ về bản thân mình. Thế nhưng, Thập Toàn Võ Công của Cát Long có thực sự là như vậy hay không? Phải nói rằng, tuy để lại nhiều dấu ấn trong văn trị, nhưng trong võ công thì Cát Long lại gặp nhiều thất bại hơn là thắng lợi. Trong 8 cuộc chinh phạt lân bang do Cát Long phát động thì có 2 lần đánh người Chuẩn Cát Nhĩ, 1 lần đánh người Hồi Hột là thu được thắng lợi. Còn những cuộc chinh phạt khác hoặc bị đại bại như 2 cuộc xâm lược Miến Điện và Việt Nam chúng ta, hoặc phải rút lui do tốn kém tiền của và binh lính thì lại thiệt hại nhiều mà vẫn không thành công. Dù thất bại trong các cuộc chiến tranh này, nhưng Cát Long vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân và đình thần về những thắng lợi của các cuộc chinh phạt. Vì thế sau mỗi trận chiến, Cát Long đều sai người làm những bức tranh, làm những tác phẩm để ca ngợi chiến công của mình. Theo thanh sử, Thập Toàn Võ Công của Cát Long, và phải một lần nữa khẳng định không phải tất cả đều thành công, chính là 10 chiến dịch quân sự lớn gồm có: một là trấn áp thành công cuộc nổi dậy của những bộ tộc vùng Lưỡng Kim Xuyên lần thứ nhất và xâm lược Tây Tạng vào quãng thời gian từ năm 1747 đến năm 1749. Hai là trấn áp cuộc nổi loạn của bộ tộc Chunya ở biên giới Trung Quốc, Mông Cổ vào năm 1755. Ba là tiếp tục trấn áp cuộc nổi dậy của bộ tộc Chunya ở vùng biên giới Trung Quốc, Mông Cổ nhưng là lần thứ hai vào năm 1757. Bốn là trấn áp và tiêu diệt bộ tộc lớn Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và thành lập tỉnh Tân Cương vào quãng thời gian từ 1757 đến 1759. Năm là xâm lược Miến Điện, tức là Myanmar ngày nay, từ 1765 đến 1769. Sáu là trấn áp cuộc nổi dậy của những bộ tộc vùng Lưỡng Kim Xuyên lần thứ hai vào năm 1776. Bảy là trấn áp và tiêu diệt cuộc phản loạn của Thiên Địa Hội do Lâm Sảng Văn cầm đầu tại Đài Loan từ năm 1786 đến năm 1788. Và tám là xâm lược Việt Nam nhưng thất bại vào năm 1789 khi mà quân Thanh đã bị đánh tan bởi Vua Quang Trung. Chín là chiến tranh biên giới với Nepal lần thứ nhất năm 1790. Và mười là chiến tranh với Nepal lần thứ hai vào quãng thời gian một năm sau so với lần thứ nhất. Có thể nhận thấy đây đều là những cuộc chiến tranh mà nhà Thanh mong muốn mở rộng lãnh thổ nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Các chiến dịch của Thập Toàn Võ Công hầu hết không xuất phát cùng tình huống hoặc là cùng tính chất. Cái nhằm mục đích trấn áp dân biến, bình định bạo loạn, ví dụ như là chiến dịch Đài Loan chẳng hạn, hay là gọi là chống xâm lược, tức là xung đột với Nepal. Nhưng cũng có cái gọi là dương oai diễu võ, phóng đại sự việc, tưởng được hóa ra mất, ví dụ chiến dịch đánh Đại Việt. Có thể nhận thấy dễ dàng là các chiến dịch xâm lược nước ngoài của Cát Long đều không thành công. Và toàn bộ những chiến dịch này của Cát Long, kể cả là dẹp loạn hay là xâm lược, đều tốn kém quá nhiều chi phí, ngốn mất 151 triệu lượng bạc do phải vận chuyển quân lính, lương thực, hậu cần với số lượng lớn lại phải đi xa. Các cuộc chiến còn làm thiệt mạng một số lượng binh sĩ và thường dân. Bên cạnh đó, với thói xa hoa phung phí, Cát Long lúc tuổi già đã cho xây cất nhiều cung điện lớn lao lộng lẫy, làm hao tổn quốc khố. Cộng thêm nạm tham nhũng mà đầu bảng là Hòa Thân, một sủng thần thân cận nhất bên cạnh Cát Long, nó đã làm cho triều đại nhà Thanh kết thúc thời kỳ cực thịnh của mình mà lao dốc vào các triều vua sau này. Những năm cuối đời thì Cát Long chủ yếu là sống hưởng lạc xa hoa sau khi đã đạt được mọi quyền lực và vinh quang. Ông ta tỏ ra tự mãn và Hòa Thân chính là một ví dụ tiêu biểu cho những sai lầm của Cát Long. Lúc này ngân khố bắt đầu sụt giảm nhanh chóng do nhiều yếu tố, ví dụ nạn tham ô và các quan lại.
các cuộc tuần du thường xuyên ở phía Nam, các công trình xây dựng cung điện khổng lồ, nhiều cuộc viễn chinh quân sự cũng như lối sống xa hoa của riêng Càn Long. Tất cả những chi phí này khiến cho triều đình nhà Thanh ngân khố đã dần trống rỗng. Điều này cùng với tuổi già của Càn Long và những cải cách chính trị không được thực hiện đúng lúc đã khiến nhà Thanh từ giai đoạn thịnh trị bắt đầu suy thoái vào những năm cuối cùng của cuộc đời ông. Trong số những chiến dịch quân sự này, chiến dịch xâm lược Đại Việt nhưng đã bị Hoàng đế Quang Trung đánh tan thì được đề cập ở nhiều video rồi. Và chúng ta sẽ đề cập đến một chiến dịch tiêu biểu cho những thất bại của thập toàn võ công do Càn Long tiến hành, cũng ở khu vực Đông Nam Á, một quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, đó là chiến lịch xâm lược Miến Điện từ năm 1765 đến năm 1769. Trung Hoa và Miến Điện là hai quốc gia láng giềng, được phân định ranh giới một cách mơ hồ bởi một vùng đệm lãnh địa rộng lớn của người San. Cả Miến Điện lẫn Trung Hoa đều muốn tăng cường kiểm soát vùng đệm này để có khả năng mở rộng lãnh thổ tối đa. Giữa thế kỷ 18 tại Miến Điện, vương triều Thugu sụp đổ bởi ngoại ưu nội loạn. Nhiều vùng lãnh thổ của Miến Điện ly khai, đặc biệt là các Ban San. Bấy giờ tại Trung Quốc thì nhà Thanh đang cường thịnh dưới triều Càn Long. Họ tìm cách tăng cường chinh phục và sát nhập vào Vân Nam nhiều lãnh địa của người San. Thế là năm 1752, một triều đại mới ở Miến Điện có tên là Côn Bon ra đời. Họ nhanh chóng thống nhất Miến Điện trở như hoàn toàn so với giai đoạn trước đó. Họ cũng cử các đội quân đi vào lãnh địa của người San, thậm chí đi sâu vào vùng đã bị triều đại nhà Thanh sát nhập vào lãnh thổ của mình hơn 2 thập kỷ trước đó, để thiết lập lại quyền kiểm soát của người Miến. Hầu hết các bộ tộc San đều quy thuận và trở lại với Miến Điện, vốn ưu đãi cho họ nhiều hơn là nhà Thanh, hoặc đơn giản là họ đồng ý quy thuận cả hai. Một số không muốn chịu sự kiểm soát đó và đã bị đánh bại, phải bỏ chạy vào Vân Nam dưới quyền kiểm soát của triều đại nhà Thanh. Họ đã cố gắng yêu cầu các quan nhà Thanh đưa quân tấn công Miến Điện bằng cách thuyết phục rằng vương triều ở Miến Điện có tham vọng lãnh thổ đối với vùng Vân Nam. Ban đầu thì nhà Thanh chỉ áp dụng chính sách dùng người San để đánh lại vương triều ở Miến Điện. Tuy nhiên người San không thể làm được điều này, nhất là khi những vương triều ở Miến Điện lại đang trong thời kỳ hùng mạnh. Mãi đến năm 1764, khi quân Miến tấn công và gần như tiêu diệt Xiêm La, một chư hầu thân cận của nhà Thanh, Càn Long mới cử Lưu Tảo làm tổng chỉ huy để chinh phạt Miến Điện, bắt đầu một chiến dịch hao binh tổn tướng lớn nhất trong lịch sử quân sự nhà Thanh. Trước sau, quân Thanh từng 4 lần tấn công Miến Điện vào các năm từ 1765 đến năm 1769. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh này đã lấy đi sinh mạng của 7 vạn binh sĩ nhà Thanh, gồm cả 4 tướng lĩnh cao cấp, có lúc bị coi là một trong những đại chiến đại bại của triều đại nhà Thanh. Miến Điện đã tự vệ thành công, tạo cơ sở cho biên giới giữa hai nước Myanmar và Trung Quốc ngày nay. Ban đầu thì Càn Long tin là Miến Điện dễ đánh nên chỉ phái quân lục doanh đồn trú tại Vân Nam đi đánh. Dù bị quân Thanh tấn công khá bất ngờ, lại đang dồn quân lực sang khu vực khác, tuy nhiên quân Miến Điện đã đánh bại hai cuộc tấn công đầu tiên của quân Thanh vào các năm 1765 và 1766 ngay tại biên giới. Và từ biên giới nó đã leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Cuộc tấn công thứ ba vào năm 1767 đến 1768 do lực lượng Bát Kỳ Thiện Chiến làm chủ lực gần như đã thắng lợi khi đã nhập sâu được vào miền Trung và đánh chiếm được kinh đô của Miến Điện trong vài ngày. Nhưng quân Bát Kỳ ở Hoa Bắc không quen với địa hình và dịch bệnh nhiệt đới nên đã bị đẩy lui với tổn thất nặng nề. Rút kinh nghiệm từ việc thiếu phòng bị, quốc vương Miến Điện đã kéo phần lớn lực lượng quân Miến về vùng biên giới với quân Thanh. Cuộc tấn công lần thứ tư là cuộc tấn công lớn nhất của quân Thanh diễn ra vùng biên giới. Quân Thanh gần như đã vây kín được quân Miến Điện và cuối cùng giữa các chỉ huy chiến trường hai bên đã đạt được nghị hòa vào tháng 12 năm 1769. Sau đó nhà Thanh đã bố trí lực lượng quân sự lớn ở vùng biên giới Vân Nam suốt khoảng một thập kỷ để cố gắng tiến hành một cuộc chiến tranh nữa và đã cấm trao đổi thương mại biên giới giữa hai nước trong suốt hai thập kỷ. Miến Điện cũng đề phòng nhà Thanh sẽ tấn công nữa nên đã bố trí nhiều đơn vị ở vùng biên giới. 20 năm sau, khi quan hệ giữa nhà Thanh và Miến Điện nối lại, nhà Thanh đơn phương xem việc này nghĩa là Miến Điện cầu xin và tuyên bố chiến thắng. Chớ trêu thay, kẻ được lợi chủ yếu từ cuộc chiến tranh này chính là người Thái. Sau khi kinh đô của họ thất thủ vào quân Miến Điện năm 1767, họ đã tái tập hợp khi quân Miến Điện rút lui để chống đỡ với quân Thanh và giành lại lãnh thổ của mình trong vòng 2 năm sau đó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.